Cô Hến, nhìn ngọt nước thế. Bác nếm bao giờ mà biết ngọt. Thôi, bác chuyển tính năng tán gái sang chế độ im lặng đi. Vợ con rồi. Giờ ra đường, gặp mấy người xinh đẹp như cô Hến mà tôi cứ rớt nước mắt. Sao thế bác? Ngày xưa con vợ tôi cũng thỏ non, ngây thơ lắm. Nhưng từ ngày lấy về, không biết ăn phải bùa phải bả gì mà giờ biến thành con sư tử, suốt ngày gầm gừ, ôm cái ví, rõ khổ. Thì các bác cũng trở thành chuyên gia hết rồi còn gì. Chuyên gia gì? Thì chuyên gia nói xấu vợ, chuyên gia đứng núi này, trông núi kia, la cả các thể loại. Ông tám lạng, bà nửa cân thôi. Vy ơi, anh xin em một lần, đừng có comment vô video anh nữa. Lại em. Vô. Đồ dữ à. Còn nữa, đó. Đồ dữ à. Dữ à. Chú công an ơi, chú đẹp trai lắm, cháu yêu vợ chú. Chuông. Hả? Chú làm gì đây vậy? Tao thấy cái lỗ ngay chân nhà nè, tao coi tao sửa lại mà. Chứ không phải chú gần gì hai con tắm hả? Cái lỗ này chân toilet mà. Hả? Nhỏ thôi ông nội. Cho mày 50.000 bánh nè. À. Đừng có nói cái vụ này cho ai nghe nha. Nói gì vậy chú Rường? Chết tao luôn. Cho mày thêm 100.000 nè. Vậy có phải được không? Ê, rồi chừng nào trả nợ? Từ từ tao trả, mày làm gì ghê vậy? Mày mà không trả, tao ngủ với chồng mày, chừng nào cho mày trả thì thôi. Ê, đừng có dặn. Với cái người vô lương tâm như thế này nè, đừng bao giờ nhượng bộ, dứt khoát không trả một đồng. Để với anh cho. Nhà bạn giàu thì bạn ăn cơm với thịt. Nhà tôi nhà tê đen trật tự lộn dư. Mọi người ở đây có ai muốn làm người yêu không ạ? Em hỏi lần cuối có ai muốn làm người yêu không ạ? Anh có muốn làm người yêu không? Hả? Em ăn. Đây là cái bàn tay vô tình lột quần mau như là sấm sét, là sản phẩm của ông già tôi cách đây 20 năm trước đó.